chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bicar TV và hãy cùng chúng mình cập nhật những tin tức ô tô mới nhất trong ngày nhé. Honda City giảm giá thế nào sau dịch, có sâu hơn Toyota Vios? Honda City tiếp tục được đại lý khuyến mãi hấp dẫn khi các hoạt động bước đầu được khôi phục sau thời gian giãn cách xã hội. Trước sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn dân, công tác phòng chống dịch COVID-19 nước ta đã có những tín hiệu tích cực, tạo điều kiện để khôi phục các hoạt động kinh tế. Đây cũng là thời điểm các hãng và các đại lý tăng tốc sau khoảng thời gian dài thị trường trầm lắng do thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Và để hoàn thành mục tiêu, hình thức giảm giá là biện pháp kích cầu truyền thống thường được các đại lý áp dụng để đẩy mạnh doanh số. Theo khảo sát của Bicar TV, Honda City, một trong những mẫu xe đăng hạng B được khá nhiều khách hàng quan tâm hiện nay, đang được các đại lý khu vực Hà Nội giảm giá tiền mặt khoảng 40 triệu đồng cho tất cả các phiên bản, đồng thời khuyến mãi thêm bộ phụ kiện tùy chọn trị giá khoảng 25 triệu đồng. Tính chung, tổng giá trị khuyến mãi lên tới 65 triệu đồng. Honda City bao gồm 3 phiên bản 1.5e, 1.5g, 1.5l. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường chỉ phân phối 2 phiên bản 1.5g, 1.5l. Hiện tại, bản 1.5e đã tạm dừng sản xuất. Trong đó, phiên bản 1.5G có giá đề xuất 559 triệu đồng, phiên bản 1.5G là 599 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, giá bán tại Hà Nội phiên bản G chỉ còn 519 triệu đồng và phiên bản L chỉ còn 559 triệu đồng. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Honda City có mức khuyến mãi sâu hơn. Cụ thể, các phiên bản City 1.5G và City 1.5L đều được giảm giá tiền mặt phổ biến 45 triệu đồng, chưa kể khuyến mãi phụ kiện. Giá bán thực tế của Honda City tại khu vực này chỉ vào khoảng 514 triệu đồng cho phiên bản G và 554 triệu đồng cho phiên bản L, thấp hơn khu vực Hà Nội khoảng 5 triệu đồng. Về giá lăn bánh của Honda City trong tháng 5, ngoài giá xe, chúng ta cần tính đến các chi phí lăn bánh khác như lệ phí trước bạ, tiền biển số, phí đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, bảo hiểm vật chất hoặc phí dịch vụ nếu bạn nhờ đại lý làm đăng ký xe. Trong đó, chi phí lăn bánh lớn nhất là lệ phí trước bạ và tiền biển số. Hà Nội, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là khu vực áp dụng mức lệ phí trước bạ cao nhất cả nước 12%. Hà Tĩnh 11%, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành còn lại áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%. Về tiền biển số, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu vực 1 áp dụng mức cao nhất cả nước 20 triệu đồng. Các thành phố, các tỉnh, thị xã thuộc khu vực 2 có tiền biển số 1 triệu đồng. Khu vực 3, nông thôn có tiền biển số thấp nhất 200.000 đồng. Ngoài ra còn có phí đường bộ 1,56 triệu đồng, phí đăng kiểm 340.000 đồng, bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.000 đồng. Phí bảo hiểm vật chất và phí dịch vụ là hai khoản không bắt buộc, nhưng đại đa số khách hàng khi mua xe đều phải nhờ phía đại lý đăng ký xe và mua bảo hiểm vật chất, nên chúng tôi sẽ tính thêm cả hai khoản này để các bạn tiện theo dõi. Như vậy, với các mức giảm giá tiền mặt nêu trên, giá lăn bánh của Honda City tại khu vực Hà Nội khoảng 619 triệu đồng cho phiên bản G, 665 triệu đồng cho phiên bản L. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, giá lăn bánh Honda City khoảng 603 triệu đồng cho phiên bản G và 648 triệu đồng cho phiên bản L. Các tỉnh thành khác, giá lăn bánh Honda City khoảng 583 đến 646 triệu đồng tùy phiên bản. Và dưới đây là chi tiết chương trình khuyến mãi giá lăn bánh Honda City tháng 5 năm 2020. Bảng giá xe Honda City tháng 5 năm 2020. Phiên bản 1.5e giá niêm yết 529 triệu đồng. Phiên bản 1.5G giá niêm yết 559 triệu đồng. Khuyến mãi tại Hà Nội giảm 40 triệu, tặng 25 triệu phụ kiện. Ở thành phố Hồ Chí Minh khuyến mãi giảm 45 triệu. Giá lăn bánh tại Hà Nội là 619 triệu đồng, còn giá lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh 603 triệu đồng. Phiên bản 1.5L giá niêm yết là 599 triệu đồng. Khuyến mãi tại Hà Nội giảm 40 triệu, tặng 25 triệu phụ kiện. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến mãi giảm 45 triệu. Như vậy, giá lăn bánh ở Hà Nội 665 triệu, giá lăn bánh tại Thành phố Hồ Chí Minh 648 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ và cập nhật tin tức ô tô mới nhất nhé.